Ok, hello anh em đã quay trở lại với kênh Cu Tài Gaming. Mỗi ngày một clip leo rank. Clip ngày hôm nay thì nghe nói là Nolan vừa được bắp ở phiên bản cập nhật gần đây. Thì Jack Nolan làm clip cho anh em coi luôn. Ông chùm thời trang Nolan đã bật răng huyền thoại. Khi mà mới reset răng thì bây giờ ai cũng sử thi thôi. Nên anh em đừng thắc mắc là tại sao làm clip răng này ha anh em. Ok chưa? Chứ bây giờ ông nào cũng sử thi, ông nào cũng huyền thoại không à, ai cũng như ai thôi. Vậy ha, trải nghiệm thử coi Nolan nó mạnh cỡ nào mà nhiều bạn nói là Nolan giờ mạnh lắm, làm clip Nolan đi. Mấy bữa livestream mấy ông cũng vô nói quá trời. Ok thôi, để tôi làm clip Nolan cho mấy ông coi. Mà sao tôi thấy cái màu game này hơi cút vậy, Ubi biết qua phá đồ luôn, dữ vậy, dữ vậy cậu, trời khó chịu vậy, Ubi qua phá khó chịu vậy. Lít cũng mới được búp nè, cũng mạnh nè. Có chơi ăn gấu. Có chơi ăn gấu mấy ông ạ. Thấy rồi đó. Thấy có chơi ăn gấu rồi đó. Bây giờ chịu thôi chứ lấy gì cản nó, giờ đầu game nó cũng khỏe lắm anh em ạ. Farm lẹn này xuống dưới boss này, tính tiếp. Bú con cua tiền cái ơi. Cua tiền thả ra không bú nó kỳ anh em. Hay rồi, phết lết rồi, chip nó phết lết rồi, tốt rồi. Anh em coi clip thì cho một like anh em, một nút like, một đăng ký kênh nhé. Mấy ông có mua kim cương, mua hội viên ánh sao thì cứ nhắn về fanpage cho tôi, cảm ơn mấy ông nhiều. Tóc biến rồi. Cầm mày ăn Ubi đi, cầm mày ăn Ubi đi. Có chơi chơi Elite yếu máu chứ, Ubi chơi nó làm chi tốn thời gian. Đây thằng Nga cũng được nè. Thằng Nga cũng được nè, đơn giản vậy thôi không, đơn giản vậy thôi. Tóc biến luôn rồi, bỏ luôn. Tóc biến lên luôn rồi, bỏ luôn. Tập trung lên gùa nè. Hàng Nga nó mới cúc rồi. Bào cái chủ được nhiều bào. Bào cái chủ được nhiều bào. Bào được nhiều bào, bào được nhiều bào. Gì, ngộ không chơi lớn vậy, ngộ không chơi lớn vậy, có chơi lên tới chết mẹ ngộ không rồi. Rồi, chip ở đó, nó đấm được Sushin không? Sushin nó có anti đấm không được rồi. Cúc ngược rồi. Khả năng cao cúc ngược, má y chóc. Tôi nói cúc ngược mà mấy ông má y chóc luôn, đấu sai đâu. Khả năng cao cúc ngược là cúc ngược thật. Nó rùa mấy ông ạ, nó rùa, nó rùa. Má không kịp. Biết nó rùa mà ra không kịp á. Một giây nữa mà không kịp. Vừa xong con bùa ra liền luôn. Mà méo kịp anh em ạ. Chà, xài chiêu lộn rồi. Xài chiêu lộn hết trơn rồi anh em ạ. Đánh được dưới không vậy? Ghê vậy ta. Đồng đội mình ghê vậy ta. Có chơi kệ nó. Đấm dưới nè, đấm dưới nè anh em. Ok, nhanh gọn anh em. Ok, nhanh gọn, có thiên phạt rồi, có đam rồi anh em ơi. Con này về lay phế nha, được cái đầu mạnh nha, về lay thì chưa chắc là ngon nha anh em. Má về lay khả năng cao là phế đó. Khả năng cao là phế vật đấy. Giọng top găng. Chip nó lên top. Lướt lên top lẹ. Đấm nó được không? Đấm nó nổi không? Đấm nó nổi không vậy? Cúc rồi. Để cái anti là cúc rồi anh em, để cái anti là cúc rồi. Từ canh nè. Canh cover nếu mà có biến. Trong trường hợp nếu mà có biến thì mình cover, không có biến thì thôi đi về. Cái này farm chậm quá ta. Tôi cảm thấy là con này nó farm không được nhanh phải không ạ? Được cái chiêu cuối hồi nhanh. Chiêu cuối nó hồi lẹ thì spam chiêu để farm cũng được. Thằng Nga tóc đánh nè. Nga tóc đánh nè. Anh em nào rùa không? Anh em nào rùa không? Không ai rùa. Méo ai rùa. Alex và chơi từ 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 từ. Một thằng trước. Gót
chơi trước. Lựa mục tiêu anh em, lựa mục tiêu. Chọn. Ôi, này xuống đây luôn hả? Này ghê dữ vậy. Má này bố láo bố léo vậy. Từ nó xuống kệ nó anh em, nó xuống kệ nó. Để hồi nội tại đó. Chết cha, không có trừng phạt nha. Chơi ăn vẫn được anh em. Ổng áp. Chưa có nội tại. Nó bế anh đó về. Tôi bị canh kéo nè. Kỹ nè. Cúc nè. Đơn giản thôi anh em. Chạy nhanh cỡ nào, mày chạy nhanh cỡ nào. Mày chạy nhanh bằng tao không? Tao lướt không đó, mày chạy nhanh bằng tao không? Mày chạy nhanh bằng tao không? Mày hộ cái. Được cái chiêu cuối hồi nhanh phết anh em ạ. Búp và búp, chủ yếu búp chiêu cuối hồi nhanh thôi. Chiêu cuối hồi nhanh thì cứ spam để farm. Từ từ rồi vô cổng xong bùa đó. Không có bùa thì mình vô cổng thì cũng không có tác dụng gì lắm. Sắp có anti lại à. Này mà giờ lên đồ giảm gian hồi chiêu là quá hợp lý luôn. Má bây giờ ví dụ mà 40% giảm gian hồi chiêu sao ta? Là chiêu cuối nó hồi bao lẹ luôn á. Cứ mười mấy giây nó hồi một cái, mười mấy giây nó hồi một cái không à. Spam là tới nái luôn. Tôi nghĩ là nó mạnh ở chỗ là nó farm nhanh đó mấy ông. Nó farm nhanh nhờ chiêu cuối á. Từ cấp 1 đến cấp 4 thì nó farm hơi khổ. Nhưng bắt đầu nó có 4 rồi thì nó farm cũng khá là nhanh, tương đối là nhanh. Cúc. Một anti là cúc mấy ông, một anti là cúc. Snowball lẹ ha, đánh cái con này snowball nhanh đó chứ. Cầm thiên phạt trên người bao snowball luôn. Rồi thôi chắc bể trụ rồi. Thằng nghe tóc đánh mà. Thằng nghe tóc đánh thì bể trụ là chắc rồi. Từ từ chưa có nội tại với lại cũng chưa có chiêu cuối. Cục đơn giản vậy thôi. Phải có nội tại và có chiêu cuối đánh nó mới dễ. Nhấp nhả hồi nội tại hồi chiêu cuối. Sushin. Cục. Má nhanh chưa mấy ông? Lướt vô quýnh thượng cái bấm chiêu cuối chết. Quá dễ dàng, quá đơn giản. Dòng về farm nhà cái nữa. Giờ thích thì đóng cái kiếm xanh vô dồn đam cho nó thốn. Má thiên phạt đam to điên. Sát thủ mà cầm được thiên phạt 80 stat thì thôi. Quái thú mấy ông ạ, quái thú. Khỏi KS. Mày hộ, mày két hộ, két hộ. Có nội tại nè. Chuẩn bị có thôi, chưa có. Có nội tại mới vào được. Nội tại hồi hơi lâu nha. Chiêu cuối thì hồi nhanh chứ nội tại hồi hơi lâu nha. Cúc chưa, chưa cúc mấy ông ạ, má hên dữ. Khứa đó hên vậy. Khứa đó hên vậy. Trời ơi, chiêu cuối tao hồi nhanh lắm á ba. Bớt giỡn đi ba, chiêu cuối tao hồi lẹ lắm á ba. Cổng hả? 4 giây mới chiêu cuối. Ok. Má bớt giỡn đi bạn, má chiêu cuối hồi hơi bị lẹ. Má siêu hồi chiêu luôn mấy ông. Hồi nhanh vãi nồi. 12 giây hồi cái, 12 giây hồi cái. Mới 20% nha, cái này mà 40% nó hồi cỡ nào nữa ta. Ồ. Má con này bây giờ mà 40% giảm giây hồi chiêu, má chắc khoảng 10 giây anh tiên lần, 10 giây anh tiên lần mấy ông ạ. Tầm tầm đấy. Gắt à. Má cứ 10 giây nó bấm anh tiên cái, 10 giây nó bấm anh tiên cái là giả man lắm á. Má là khủng khủng khiếp lắm luôn á. Trời bao khủng khiếp luôn á. Về cái đi. Về cái chạy năng bùa chó dễ. Đường từ nhà mình lên bùa chó nhanh. Ồ, chắc là tôi lên thử coi 40% giảm dây hồi chiêu nó sẽ là như thế nào nha anh em. Giả mang phết anh em ạ. Hèn chi mấy ông kia tôi quýnh đồ lần bữa giờ. Hè bữa giờ ngày cuối mùa tôi cày răng cho khách á, tôi đâu dám đánh đâu. Tại tôi sợ thua anh em hiểu không. Tôi sợ thua, tôi không dám đánh. Để qua mùa mới rồi tôi mới đánh được. Má, nó giả mang quá anh em ạ. Nó khủng khiếp quá. Quá là ảo ma là già đà. Chơi con lót không? Xúc lót nhanh được á. Ôi mà này solo lót hơi cực nha, không có hồi máu nha.
Mẹ rồi mất lót rồi, chết mẹ rồi mất lót rồi. Ờ nó bỏ. Má nó không bỏ pha đó, không biết sao giữ lót luôn. Không biết lấy gì giữ lót luôn á, thì có không biết lấy gì giữ lót lại luôn á. Rồi nó ăn lót luôn. Mẹ nó ăn lót luôn. Ruby trước con thằng đi. Ai da, mất con lót nha. Khó chịu vô cùng. Vô tận chiến thương mấy ông ơi. Lấy giam gian hồi chiều một chút hút máu kỹ năng và là đánh tay. Đánh tay có sức thương chuẩn. Ok, nó sẽ đi đường nào đây? Team bạn sẽ làm gì pha này đây? Nhanh gọn. Rồi, được 25% giám gian hồi chiêu. Chiêu này mấy giây để lướt đây. Bấm vô thử 25% là bây giờ 1 giây 1 đúng không? 1 giây 1 là nó lướt được rồi. Cứ 1 giây lướt 1 cái, cứ 1 giây lướt 1 cái. Chiêu cuối tầm 12 giây. 12 giây in tiền lần. Cút. Chạy ra 1 tí ra, chạy ra 1 tí ra. Sắp có in tiền lại kìa. 4 giây có in tiền nữa kìa. Má nhanh không? Nhanh điên luôn mấy ông. Má nhanh điên luôn á. 4 giây hồi anh ti lại. Nó chơi nhích cái giò này là nó chết. Cút. Trời không cút hả? Không cút chịu rồi, không cút chịu rồi. Má nó quẹt cái chiêu kia nó biến mất khỏi không gian á. Nó biến mất khỏi không gian là mình quẹt chiêu nó không trúng. Mình quẹt chiêu nó không trúng anh em ạ. Nó mất tiêu trên bản đồ rồi, đâu quẹt chiêu trúng nó đâu. Đó nhờ. Khó chịu vô cùng anh em ạ. Khó chịu vô cùng. Ghê vậy. Ủa gì vậy? Tự nhiên ra. Ủa rồi thêm Maya nữa. Ủa alo. Gì vậy? What the fuck? Đánh cái gì vậy ta? Đánh gì trời? Quăng game vậy, quăng vừa vừa thôi, quăng vậy chết á. Má quăng vậy hỏng rồi. Quăng vậy có mà nát anh em ạ. 1.700 tiền mới có vô tận. Thêm giảm gian hồi chiêu. Ok vô tận. Bán giày ha, bán giày lên thêm giảm gian hồi chiêu nó 40%. Chiêu này còn một vẫn 1.1 ta. Ờ, 5% không ảnh hưởng nhiều. Chiêu này bao nhiêu đây? 10 giây mấy ông ạ. Má đúng 10 giây. Giờ thêm giảm gian hồi chiêu nữa. Chập tới nái luôn á. Ờ, tôi chưa có nội tại mà anh em bêm nhau vậy. Anh em bêm nhau dữ vậy. Anh em bêm nhau dữ vậy anh em. Bêm gì mà bêm kinh thế. Coi tôi giữ mạng tôi không chết luôn rồi mấy ông. Chết mẹ hụt lót rồi. Lỗi tôi anh em ơi, lỗi tôi. Lỗi tôi hụt lót, lỗi tôi. Hụt lót thì lỗi mình rồi chứ lỗi ai nữa giờ. Ok mà lia được 1 2 3 4 5 5 thằng tụi nó có lót. Tụi nó có lót, end được không ta? Lấy hết trụ thôi chứ end thì cũng khó nè. Hai con phép này nó đẹp nhà cũng khá là căng đấy. Trời ơi, một gạch mấy ông, một gạch là thằng thằng gì cút liền luôn. Má một gặt một. Chạy được, chạy được, chạy được. Không phải vấn đề, không phải vấn đề. Chạy được, chạy được. Không phải suy nghĩ, không phải suy nghĩ. Được cái là chạy siêu nhanh mấy ông ạ. À, được cái là chạy siêu nhanh. 17-01 anh em ơi. Tình cảm vậy thôi, tình cảm sương sương vậy thôi. Nhẹ nhàng chiêu chiêu thôi anh em. Phải cu cầm mặt không vậy chứ ai cầm nữa má, chứ ai cầm nữa má. Trời ơi, tôi cầm mặt cỡ này mà má gì à, chết rồi, hỏi phải cu cầm mặt không vậy. What the fuck man. 8 giây có anh Tây rồi. 1 giây, 1 giây. Nó biết, nó biết, nó biết. Cút một thằng. Đơn giản hơn em, chuẩn bị có anh Tây hồi lại là quýnh tiếp nè. 6 giây có anh Tây hồi là quýnh tiếp nè.
Má chiêu cuối hồi liên tục mấy ông ạ. Mạnh là mạnh nhờ cái chiêu cuối nó hồi nhanh đó mấy ông, chứ cái chiêu 1 với cái chiêu 2 nó bị nếp giảm dây hồi chiêu. Nhưng mà được cái chiêu cuối nó hồi nhanh quá. Cứ 10 giây nó lên tiền lần, 10 giây nó bấm lần, 10 giây nó bấm lần. Đam to chà bá lửa luôn. 18-0 mấy anh trai ạ. Lướt ra mấy ông, lướt ra tính theo. Rồi, win game mới. Ok. Đỉnh của chớp anh em ạ, Nolan đỉnh của chớp. Rồi, chắc là dài hôm nữa là livestream auto Nolan quá. Ok, bye bye anh em. Chúc anh em một ngày vui. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip Nolan của tôi. Anh em nhớ cho một nút like, một nút đăng ký kênh. Ai có nhu cầu mua kim cương, mua hội viên ánh sao thì cứ nhắn tin về fanpage của Tài Gaming. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip lần sau. Chúc anh em một ngày vui. Bye bye anh em nhé. 18-04 không ạ? Quá đã. Bye anh em. Bye bye.